Trước đây con ngủ với mẹ hay ngủ với bà hay ngủ với ai? Ngủ cha với mẹ nó đi. Ngủ cha với mẹ. Giờ con đang ngủ với ai? Hiện nay mẹ từ khi mẹ bỏ đi giờ phút này con ngủ với ai rồi? Ngủ với cha. Con ngủ với cha con. Cha có nhắc gì mẹ không? Dạ con. Cha nói sao? Cha có nói con đi tìm mẹ không? Dạ con. Hôm nay cha mới ngoại về đây về Bình Dương để nhờ đội tiêm sinh có thể ở Bình Dương để tìm mẹ thì cha con nó biết không? Dạ biết. Cha nói sao? Cha nói sao hả con? Cha kêu con đi kiếm mẹ. Cha kêu con đi kiếm mẹ. Con cho chú hỏi là con tên là gì? Con tên là Nguyễn Ngọc Trà My. Nguyễn Ngọc Trà My. Con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Con 6 tuổi. Công Trần xin mến chào quý cô bác anh chị. Thì hôm nay Công Trần cùng với các anh em hiệp sĩ ở Bình Dương tiếp tục tiếp nhận một thông tin. Một người mẹ là bà ngoại của một bé gái hiện nay cũng đang cầm trên tay một tấm hình về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương để đăng tải nội dung tìm kiếm người con của mình mất tích. Thì câu chuyện như thế nào, kính mời cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ. Nhỏ gái em nó hôn đi khám bệnh. Dạ sư, chị có thể chị cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ là chị tên là gì và hiện nay chị đang sinh sống tại đâu? Em tên trong giấy em tên Phan Thị Hận. Em ở Tiền Giang. Gái em nó đi khám bệnh rồi đi mất luôn tới ngày nay. Rồi, chị có thể cho em biết là con gái chị hiện nay này chị đang muốn về đây để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thị Hải Bình Dương để tìm con gái của chị. Dạ. Dạ con gái chị tên là gì ạ? Con gái của em tên là Nguyễn Ngọc Di. Năm ở ngoài năm là nay bao nhiêu tuổi chị? Dạ nó nay tuổi dần là 25 tuổi. 25 tuổi. Dạ. Mà bé con của chị tại sao lại bỏ đi ạ? Nó sống bên chồng vậy, nó không đi khám bệnh rồi đi mất luôn vậy. Gia đình mình có biết có chuyện gì không? Dạ hỏi bên chồng không có gây lộn, là ông chồng nó cũng đi kiếm dữ lắm. Gia đình chồng có đi kiếm và chồng bản thân chồng cũng có đi kiếm. Dạ. Mà mất tích cái thời điểm nào chị? Bỏ đi từ lâu chưa? Nay là 2 năm mấy rồi đó, gần 3 năm. 2 năm mấy mà giờ này mình báo tin. Em cũng báo công an rồi hết trơn rồi mà em đâu có biết đội của anh Hải này đâu. Còn em mới tìm được em mới đi nhờ. Còn là mình đã từng báo công an rồi. Dạ. Nhưng hiện nay chưa có thông tin đúng dạ, không? Dạ. Vậy là mất tích 25 mấy này rồi. Dạ. ngày mấy chị biết không? Ngày đó. 9 tháng 6 năm 2000. 20. Từ 20. Dạ. Vậy là bây giờ cũng rất lâu rồi, thời gian cũng dạ, rất dài. Dạ. Trước khi mà bỏ đi mất tích như vậy là có đem theo phương tiện gì đi không ạ? Dạ nó có một con dây chuyền, chiếc nhẫn, làm như bộ vòng hay gì á. Với chiếc xe. Dạ, xe là xe gì ạ? Xe màu xe gì? Xe Oi Alpha màu xanh, biển số mấy? Xe của bà Xui. Em cũng nhớ. Vợ chồng chị có biết là tìm hiểu là con rể chị và con gái chị á là cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không? Em thấy hai chồng đi đâu cũng đèo đèo đi nhau hai đứa vậy đó. Có nghĩa là rất như vậy là rất ổn đúng không ạ? Dạ. Đến khi mà ai là người phát hiện là con gái chị mất tích? Thằng ghế nó tới giờ không rước nhỏ này đi học nè. Về cái cô giáo mới điện, nó đi làm chưa về cô giáo mới điện. Cái máy tá quả lên mới đi kiếm. Dạ. Đến lúc bây giờ mới đi kiếm mới biết là bị mất tích. Dạ dạ. Tại lúc đầu nó có đi một lần rồi. À, đeo vàng đó. Dạ. Nó đeo vàng, nó sống bên chồng cũng đeo vàng cũng mấy bộ vòng rồi nhẫn rồi đi mất cái với chiếc xe nó ai vụ ăn hết thả đi lang thang vậy đó. Rồi về. Mà sao tại sao lại con chị cho em phép cho em hỏi là con gái chị cái tâm lý có bình thường hay không? Dạ bình thường, tại nó hiền lắm. Hiền mà bình thường mà tại sao mà biết là hiền mà bình thường mà hay cho nhiều đeo nhiều vàng như vậy chứ? Bởi ai biết em bên chồng nó rồi cái thấy vậy kiểu như có một thằng tay đó. Rồi chắc cũng như người ta thấy vậy người ta cho đeo rồi vậy đó. Cứ đeo vàng xong lại bị lừa, có nghĩa là trước đây dạ, đã từng bị lừa một dạ, lần rồi. Dạ dạ. Mà mất vàng luôn. Dạ. Mà bao nhiêu vàng chị? Thì bộ vòng, hai bộ vòng đó. Với cộng dây đầu chắc cũng 5-6 chỉ vậy đó. Gọi là tương đương cũng mấy chục triệu. Dạ. 2-3 triệu. Dạ đó. Dạ dạ. Vậy là bỏ người ta lừa hết vàng nhưng mà ta thả về hay sao? Dạ. Thì từ lúc đấy là về chị thấy là cái tâm lý có bất ổn không? Có bình thường không? Thì về la gậy nó thì nó ngồi nó khóc không chứ nó không nói. Vậy là trước thời điểm mất vàng lần đầu tiên mà lần dạ. thứ hai mất tích hẳn đến giờ phút này là hơn 2 năm giờ. Dạ dạ. Sau cái thời điểm nó chênh nhau bao nhiêu ngày chị? Cũng cỡ năm mấy à. Năm mấy à. Một năm mấy luôn. Dạ. Nó về nó ở được 100 mấy á. Rồi chị có thể cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng biết rõ là cái câu chuyện là con gái chị bỏ đi mất tích tại bệnh viện nào đi khám bệnh? Nó nói đi xuống bệnh viện Đa khoa Tiền Giang hay Mỹ Tho.
À, nó đi khám bệnh nhưng thực sự là mình không biết. Đúng dạ, không? Dạ. Không biết là chính xác con đi hay không. Dạ. Và đi với ai thì hiện nay chưa biết. Đi thì nó nói đi mình đó, mình có biết đâu, đi với ai mình đâu biết. Gia đình chị đã có liên lạc cho con chị khi nào, một lần nào không? Nó đâu có xài điện thoại. Không xài điện thoại. Dạ. Ồ, cách đây hơn 2 năm mà lại không xài điện thoại luôn mà đeo nhiều vàng vậy. Dạ. Ồ, có lẽ là đây là cũng là một trong những trường hợp vô cùng đặc biệt, đúng không ạ? Chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên cái video này? Em nhờ là cộng đồng mạng chia sẻ giùm, tìm thấy ai thấy cộng đồng mạng giùm, trong nước ngoài nước thì cũng như thấy con gái em đâu báo về đội của anh Hải hoặc cho số điện thoại của em đó, cũng nhờ tìm giùm gái em giùm. Rồi, chị có thể chị nói rõ trên cái video này, hy vọng là con gái chị đang ở trong nước cũng như ngoài nước, ở tất cả các tỉnh thành lân cận, ở mọi miền xem được cái video này. Dạ. Con gái chị sớm phản hồi, liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương hoặc cho chị cũng như cho gia đình, để các anh em đây nếu khó khăn các anh em đây tìm mọi phương án để cứu giúp con chị trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. Dạ, em nhờ hiệp sĩ anh Hải, cộng đồng mạng là có cũng như gặp gái em đâu giùm, báo về đội anh Hải hoặc đội điện thoại của em về giùm cho gái về để nuôi con nó giùm. Dạ, vậy là gia đình mình đi từ Vĩnh Long. Em ở Tiền Giang. À, từ Tiền Giang đi. Dạ. Về đây là lúc mấy giờ? Em đi hồi 2 giờ, lên đây sớm quá mình mới đậu xe đặng em ở không đợi. 2 giờ khuya luôn. Dạ. Mà giờ này tới nơi sáng tới nơi để. Dạ. Chờ đúng không? Dạ. À, chị cũng như là đại diện trong người thân trong gia đình có 3, 4, 5 thành viên. Dạ. Về đây thì chị có hy vọng là cái chuyến cuộc tìm kiếm và cái chuyến đi này thành công, được tìm được người con người thân của mình không ạ? Dạ dạ, tại em muốn như lắm chứ. Nhiều khi em tối em ngủ em nhớ nó, em khóc hoài gì. Tối ngủ nhớ khóc hoài. Dạ. À. Con gái ơi, con gái có chia sẻ với bà con để nói đi con. Nói ngoại gì mẹ ơi, về với con đi con. Mẹ về. Nói lớn lên con. Nói đi con. Mẹ ơi về con nhớ mẹ. Nói lớn lên. Cộng đồng mạng thấy mẹ con đâu được. Về với con đi con. Mẹ con tên gì? Mẹ con tên gì? Nguyễn Ngọc Di đi con. Mẹ Ngọc Di. Con gái gửi luôn, con nhắn gửi tới bà con cô bác đi. Bà con cô bác ơi, thấy mẹ ăn đâu đưa về giùm con đi con. Nói đi, bà con cô bác đi con. Nó lớn lên trong điện thoại mẹ nghe kìa. Nói đi con. Nói đi, mẹ ơi về con đi. Mẹ ơi về con đi. Nhớ mẹ lắm. Nhớ mẹ lắm. Con thương mẹ không? Nói lớn lên, con thương mẹ lắm. Nghe đi. Con thương mẹ lắm. Trước đây con ngủ với mẹ hay ngủ với bà hay ngủ với ai? Ngủ cha với mẹ nữa đi. Con ngủ cha với mẹ. Giờ con đang ngủ với ai? Hiện nay mẹ từ khi mẹ bỏ đi giờ phút này con ngủ với ai rồi? Ngủ với cha. Con ngủ với cha con. Cha có nhắc gì mẹ không? Dạ con. Cha nói sao? Cha có nói con đi tìm mẹ không? Dạ có. Hôm nay cha mới ngoại về đây, về Bình Dương để nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Hải Bình Dương để tìm mẹ. Thì cha có nói biết không? Dạ biết. Cha nói sao? Cha nói sao hả con? Cha kêu con đi kiếm mẹ. Cha kêu con đi kiếm mẹ. Con cho chú hỏi là con tên là gì? Con tên là Nguyễn Ngọc Trà My. Nguyễn Ngọc Trà My. Con mấy tuổi rồi? 6 tuổi. Con 6 tuổi. Ồ, rất ngoan à. Con đi học chưa? Dạ rồi. Thế cái hôm mà mẹ bỏ đi như vậy, mẹ nó đi khám bệnh thì con có biết không? Dạ không. Dạ không. Không hả? Bây giờ nè, chú nói con nghe nè, con có muốn nói chuyện với mẹ không? Dòm vô đây nè, con nói chuyện với mẹ. Dòm vô đây nè, dòm đây nào thấy mẹ đâu mà. Đúng cái mẹ con đang xem đó. Ừ, con nói chuyện với mẹ đi, chuyện với mẹ đi. Dòm vô đóng rồi, con nói. Dòm thấy mẹ nó, mẹ nghe đó, con kêu mẹ ơi về đi con. Mẹ ơi, về đi con. Con muốn gì con nói với mẹ đây nè, mẹ đây nè, nghe không? Nói đi. Cộng đồng mạng ơi, kiếm mẹ giùm con đi, nói đi. Cộng đồng mạng. Nói lớn lên. Nói đi con. Nói đi cộng đồng mạng đi. Thì bà con bé đi khóc rồi, không nói gì nữa, nhớ mẹ nhiều lắm. Nó đi học nó à. Ai cũng có mẹ, nó không có mẹ, đưa đi học. Sáng cứ lên là khóc không? Vậy là mẹ đi lâu chưa con có biết không? Mẹ con đi lâu chưa? Lâu rồi. Đi bao nhiêu thời gian rồi con biết không? Hôm bữa mẹ đi ấy, là mẹ có chở con đến học trường cho mẹ đi luôn không? Dạ, mẹ chở con đi học nữa. Mẹ chở con đi học. Ờ, mẹ chở con đi học xong mẹ đi luôn, không có trở lại nữa, quay đón giữ con về ha. Dạ.
Rồi bữa giờ cách nay lâu lắm rồi, con có liên lạc với mẹ không? Tôi đi vào. Dạ không. Thì con giờ á, con giờ mới nè, con giờ mà mẹ đang xem á, con nói chuyện với mẹ đi. Giờ nghe từ cái điện thoại của chú. Nói chuyện với mẹ đi. Nói mẹ ơi về nhớ mẹ. Mẹ ơi mẹ về, con nhớ mẹ á. Thế tại sao hôm nay ba lại không về đây đi tìm mẹ cùng luôn, đi với con để tìm mẹ luôn? Cha mất đi làm đóng tiền học cho con. Cha mất đi làm đóng tiền học cho con, cha con đi không được. Cha cũng muốn đi mà đi không được ha, vì phải đi làm ha. Đi làm đóng tiền học con đó. Có thương mẹ không? Dạ. Thương ba không? Dạ. Thế bây giờ con mong nhất điều gì? Nếu mong cho mẹ con về. Nếu mong về nhất mẹ con về. Thế con đi từ quê về đây có say xe không? Dạ con không. Uống thuốc xong rồi. Con uống sắp rồi. Không có mệt không? Dạ không. Không mệt ha. Bởi vì tinh thần không mệt là vì lý do là chỉ mong ngóng để chờ thông tin của mẹ. Đúng không? Đêm hôm đội đi mẹ ngoài, đi sớm luôn đi ngoài. Mong đi sớm mà. Dạ. Với chị mẹ con, hai bà cháu từ dưới quê đây rất là xa xôi, đi từ 2 giờ kia lên để kiếm anh em để tìm. Để tôi biết là tìm hai bà cháu. Những trường hợp như thế này thì phải nói là các anh em này rất khó để có thể tư vấn một cách gọi là chi tiết và cụ thể. Bởi vì đây là trường hợp có gia đình rồi, mà có con rồi. Mà nếu chú ấy dưới tuổi vị thành niên hoặc dưới 18 tuổi thì lại có hướng khác. Nhưng mà đây là trên tuổi rồi. Thì cũng thực sự là ông Trần cũng như là đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương ở đây thì cũng muốn tư vấn cho chị một cách nó cụ thể để có hướng, gia đình mình có hướng để tìm kiếm nó dễ hơn. Đó. Thế nhưng mà đến giờ phút này thì nếu như thông tin như thế này thì gia đình chị theo như chị cung cấp là trước đây con gái chị đã từng bỏ đi và mất hết vàng một lần. Dạ. Và lần này lần thứ hai là mất tích hẳn. Dạ. Và cái cơ hội để quay trở về thì không phải là không có mà rất khó có thể xảy ra. Dạ. Chưa thể hy vọng một hai ngày tới được. Em cũng sợ nó cha nó hay quýnh nó lắm, miễn cha nó nó về cái mà không bắt về một lần cha nó quýnh nó quá nó cũng sợ. Là ông xã chị. Dạ. À, có thể bị mất vàng vòng lần thứ hai. Dạ. Cho nên vì vậy bé nghĩ quẩn là con gái chị có thể là không dám về. Dạ. Về sợ cha mẹ một là đánh đập hay là dạ. Dày, hoặc là bị mang tiếng hàng dạ. Xóm thế nọ thế kia thì không dám, rất nhiều cái lý do. Hoặc có thể là bị bạn bè lôi kéo hoặc những người gọi là khác giới dạ. Dụ dỗ và giờ quên đường về. Dạ, dạ. Quên đường về có nhiều lý do, không phải là quên nhà. Mà hiện nay thì trong cái thời gian sống chung với nhau thì nó có nhiều cái nó gắn kết. Dạ. Đó, thì có thể là sẽ không quay về nữa, là có điều đó có thể xảy ra. Dạ. Nhưng mọi phương án đều phải đặt ra. Còn trường hợp mà bị lừa dụ dỗ mà vào các quán cà phê mà có con cũng mấy tuổi rồi, có không dạ. Phải là không, nhưng rất ít xảy ra. Dạ. Đó. Còn sang bên Campuchia thì cũng là ngoại lệ, bởi vì hơn 20 tuổi rồi, đúng không ạ? Dạ. Có con rồi thì nó mình không phải là không có giá trị, nhưng mà khác với những người mà chưa có gia đình. Dạ, dạ. Đó, nếu người ta mua bán nó cũng khác, cái giá trị nó sẽ khác. Thì đây có thể là đi theo một cái mối tình, một mối tình hoặc có thể những người bạn mà bây giờ chưa chăm về. Vì vậy em rất hy vọng trong video đăng tải lần này, hy vọng là nếu bé gái xem được cái video này, hãy một là liên hệ cho đội hiệp sĩ Nguyễn Hải Bình Dương, hai liên hệ cho đội cho gia đình để các anh em đấy có phương án để cứu giúp đưa em trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình và có thể hướng dẫn để tư vấn cho em một cách cụ thể. Bây giờ tiền thì đã mất rồi, đúng không? Nếu đi từ ngày đó thì tiền mất rồi, vàng không còn. Bây giờ nếu tốt thì người còn giữ được, thì bây giờ còn người là còn của. Hãy quay trở về để nói chuyện với cha, với mẹ, với chồng, để có thể lần sau trong cuộc đời ai cũng bị lừa, không ai là khôn hết được, đúng không ạ? Mỗi người phải va bấp một hai lần thì mới gọi là hết dại thì mới thành khôn được. Chứ chưa ai mà chưa mà đòi khôn ngay thì chắc là điều đó khó xảy ra, đúng không ạ? Nếu thực sự con chị mà bây giờ mất hết vàng rồi mà đang quen một người nam giới khác mà bây giờ đang hướng muốn về trở về gia đình thì gia đình chị có chấp nhận không? Dạ chấp nhận. Chấp nhận nè. Em còn nó về thôi, vàng vòng mất em không ấy, em về em cũng không la gậy nó, miễn nó sống bên chồng được, không sống sống vậy với em. Dạ. Còn nếu gia đình thông cảm, gia đình chồng cũng như là ba mẹ chồng thông cảm được, nếu dạ. Thực sự mà về con nhận lỗi như vậy thông cảm được thì không sao. Dạ. Còn nếu không thông cảm được thì về ở thì về em... ở với chị, dạ. Đúng không ạ? Là bà ngoại. Dạ. Bé bé còn điều gì muốn chia sẻ với mẹ con không? Bởi vì mẹ con hiện nay đang xem cái video này thấy con khóc và thấy bà con khóc. Nói mẹ ơi về chở con đi học đi, không ai đưa đi học hết trơn á, nói đi. Mẹ ơi về ơi, chở con đi học mẹ ơi.
Không ai chở con hết trơn á. Không có ai chở con đi học hết trơn á. Mẹ về với con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ về con nhớ mẹ lắm. Những cái câu chuyện này phải nói là rất thương, rất xúc động, đúng không? Bởi vì bé rất nhỏ nhưng bé nhiều khi là trong cái tâm tư của bé lúc nào cũng suy nghĩ không như người trưởng thành, và chỉ suy nghĩ một mực là nhớ mẹ và tìm mẹ thôi. Còn bé chưa cần biết lý do gì cả. Thôi thì hôm nay em không biết nói gì hơn cả. Xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của toàn thể gia đình mình. Em kính chúc chị cũng như gia đình cũng như bé luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công. Hy vọng trong một vài ngày tới sớm nhất có thể thì con gái chị sớm phản hồi cho đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương. Thực sự nếu khó khăn ở đâu, anh em đấy cũng tìm mọi phương án, cách thức để giúp con chị trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình chị nhé. Dạ, em cũng ơn đội của mấy anh đang giúp giùm em tìm giùm những gái em. Em đội ơn mấy anh nhiều. Dạ, rồi cảm ơn nha chị rất nhiều. Dạ.